nay mời cả nhà đi coi chùa Ấn Độ. Chùa này của người Ấn Độ ở Mỹ. Để mình đi vô đây coi thử. Chùa của người Ấn Độ. Đóng cửa, trời có ai đó. Điện thoại sắp hết pin. Chùa này vắng quá hả? Không thấy ai hết. Chùa của người Ấn. Cái này chánh điện. Mỗi con có một nét đẹp riêng ha. Đẹp dễ sợ. Cá tôi nuôi cũng đẹp chứ được. Cá bị bệnh rẻ trên mình nó quá tệ luôn. Ừ, cá nó có rẻ nha. Cá ở đây làm như lội đó, hết xíu quách thôi vậy.
Tại con kia nó chết thì nó nằm đi đó. Tại vì chưa cho nó ăn nó vậy thôi.